Chiều qua mùng 6 tháng 8, các trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn năm nay thực sự khiến nhiều người phải giật mình. Một số trường cùng các ngành top đầu có mức điểm chuẩn hạ kỷ lục so với 3 năm gần đây. Trong đó thì khối ngành công an, quân đội và y dược giảm mạnh từ 6 đến 9 điểm. Năm 2017 với 29,25 điểm thì một số thí sinh Hà Nội vẫn điêu đứng khi không thể nào đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Còn năm nay điểm chuẩn cao nhất của trường này chỉ là 24,75 điểm đối với ngành y đa khoa. Điểm chuẩn của Học viện Quân y so với năm 2017 giảm từ 3 đến 5 điểm, cá biệt có ngành giảm gần 9 điểm. Với khoa y dược Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất là 22,75, ngành y khoa giảm 4,5 điểm so với năm 2017. Ngành răng hàm mặt lấy 21,5 điểm, trong khi năm ngoái là 25,25. Năm nay thì không có một ngành nào thuộc trường trong khối công an quân đội có điểm chuẩn là 28. Học viện Cảnh sát Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 27,15 điểm, thấp nhất là 18,45 điểm. Mức điểm chuẩn cao nhất năm 2017 là 29,5 điểm. Điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy dao động từ 22,95 đến 24,4 điểm. Học viện An ninh Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 26,1 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là 18,45 điểm.